Quý vị thân mến, ông bà ta có câu đất thì có vận đất mà người thì có vận người. Vậy nên cái việc xây dựng nhà là chúng ta phải xét về cái vận đất, đúng không ạ? Xây nhà là một cái việc hệ trọng trong cuộc đời của mỗi con người. Vậy nên cái việc xem phong thủy để chọn cái hướng đất tốt và cái thời điểm xây dựng là điều rất quan trọng. Đặc biệt là việc xem cát hung của từng hướng, xem có bị phạm những cái đại kỵ phong thủy gì hay không trước khi chúng ta làm nhà là cái việc mà vô cùng quan trọng, được ông bà ta đã quan tâm từ đời xưa đến nay. Đấy. Và các cụ người ta vẫn có câu có thờ thì có thiêng, có kiêng có lành. Vậy nên người Việt rất chú trọng đến cái việc xem đất làm nhà, xem tuổi làm nhà. Bởi người ta tin rằng nếu mà vận xây vào cái năm đẹp, tức là đất được vận, đắc long đắc vận, thì gì gia chủ sẽ gặp nhiều cái điều may mắn, công việc thì thuận buồm xuôi gió, cuộc đời gia đình sau này sẽ được thịnh vượng, đấy, đón được nhiều tài lộc về nhà. Ngược lại, nếu mà xây nhà vào những cái năm mà không hợp tuổi, cũng như là gì gặp nhiều cái sát tinh nó đáo đến ấy, thì sẽ gặp những vận rủi, công việc và cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cát hung của cái hướng Đông Bắc trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Nó ảnh hưởng thế nào đến cái việc xây nhà? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, cái hướng Đông Bắc ấy, nó sẽ gồm có 3 sơn là Sửu, Sơn Cấn và Sơn Dần, đúng không ạ? Nó có độ số từ 22,5 độ đến 67,5 độ. Đó là cái hướng Đông Bắc. Nếu mà nhà các bạn đo mà cái la bàn ấy, sử dụng cái la bàn điện thoại hoặc la bàn để la kinh để chúng ta đo, mà thế nhưng mình có độ số từ 22,5 độ đến 67,5 độ, tức là nhà các bạn nó thuộc hướng Đông Bắc. Và để xét về cái cát hung của hướng có xây nhà hay không ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào 8 cái tiêu chí này, 8 cái hạn làm nhà, đúng không ạ? Hạn thái tuế, tuế phá, tam sát, ngũ hoàng đệ sát, mậu kỷ đô thiên, mộ long biến vận, lực sĩ và gì? Và sao nhị hắc. Thì đầu tiên chúng ta xét về cái hạn đầu tiên là hạn thái tuế, đúng không ạ? Thì thái tuế là tính hướng không tính tọa. Trong quan niệm dân gian thì thái tuế chính là cái vị thần cai quản lớn nhất trong năm. Thái tuế năm 2024 năm Giáp Thìn thì chính là ngày Lý Thành đại tướng quân. Đó. Năm 2024 năm Giáp Thìn thì những nhà để tọa thìn hướng tuất thì sẽ bị phạm thái tuế, đúng không ạ? Thái tuế chính là gì? Là cái năm tuổi, đúng không ạ? Là cái năm của hướng, đó. Khi bị phạm thái tuế thì chúng ta không nên xây mới. Vậy nên trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì những nhà tọa tuất hướng thìn có độ số từ 112,5 độ đến 127,5 độ thì chúng ta không nên xây mới, không nên động thổ bất kể là bạn tuổi gì. Do thái tuế là tối đẳng thượng thần, là cái vị thần lớn nhất trong năm, không nên động chạm vào. Thái tuế tốt thì không gì bằng, nhưng mà gì khi mà phạm thì sẽ gặp những hung họa thật khôn lường. Do vậy, trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì những nhà tọa tuất hướng thìn không nên động thổ. Vậy thì hướng Đông Bắc của chúng ta đấy, năm 2024 đúng không ạ? Thì là gì? Có độ số từ 22,5 độ đến 67,5 độ thì không bị phạm nhé, không bị phạm hạn thái tuế. Đó, cái hạn đầu tiên không bị phạm. Tiếp theo chúng ta xét đến cái hạn thứ hai là tuế phá, đúng không ạ? Thì đối diện với thái tuế gọi là tuế phá, có nghĩa là gì? Năm 2024 năm Giáp Thìn thì những nhà tọa thìn hướng tuất thì sẽ bị phạm vào tuế phá, tức là những nhà hướng tây bắc ấy, sẽ bị phạm vào tuế phá. Đó. Vì vậy những nhà hướng tây bắc thì cũng không nên xây dựng bất kể bạn tuổi gì. Vì vậy là trước khi xây thì các bạn cần phải đo đạc thật kỹ. Nếu mà đúng thì các bạn nên chọn những năm khác mới xây. Còn nếu mà rơi vào tọa độ khác như nhà hướng đông bắc thì không bị phạm nhé, không bị phạm. Vậy nên là chúng ta có thể xây mới được. Đó như vậy là gì? Sát thứ hai là tuế phá không bị phạm, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xét đến thứ ba là tam sát, đúng không ạ? Tam sát thì tính hướng không tính tọa. Tam sát thì bao gồm là gì? Tuế sát, kiếp sát và tai sát. Nó là chúa tể của âm khí, là chúa tể của sự chết chóc, chúa tể của bệnh tật. Tam sát là phương vị lưu niên xung với tam hợp phượng vị. Trong phong thủy có câu là muốn phát tài thì phải đấu tam sát. Tam sát là một trong cái thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên ở phạm tam sát thì tất cả sẽ bị ảnh hưởng đến cái tài vận, đến cái sức khỏe, cũng như là gì? Người nhà thì dễ bị ốm đau bệnh tật, dễ bị những cái tai nạn bất ngờ. Và trong Vĩnh Cổ Thông Thư cũng viết tam sát chính là chia làm ba dạng, đúng không? Tuyệt là kiếp sát, đúng không? Thai là tai sát và dưỡng là tuế sát. Thì nói đơn giản theo cái vòng trường sinh ấy, thì tam sát nó ở ba cái vị trí là tuyệt, thai, dưỡng, đó, ở cái phương vị địa chi tam hợp. Từ đó có thể hiểu trên thực tế thì tam sát gọi chung là gì? Kiếp sát, tai sát và tuế sát. Cách tính của tam sát thì tính theo cái tam hợp địa chi, đúng không? Vị năm dần ngọ tuất thì nó sát tại bắc, đúng không? Năm thân tí thìn thì nó sát tại nam, năm hợi mão mùi thì nó sát tại phía tây và năm tị dậu xỉu thì nó sát tại đông, đúng không? Năm 2024 năm Giáp Thìn thì chúng ta có bộ tam hợp là thân tí thìn ở tam hợp,
Thân tứ thìn thì sát tại nam, tức là ba phương tị, ngọ, mùi là sẽ bị phạm vào tam sát. Như vậy là gì? Chúng ta ở hướng đông bắc sửu cấn dần thì sẽ là không bị phạm nhé, không bị phạm. Và tam sát thì nó chỉ kỵ hướng thôi, kỵ hướng không kỵ tọa. Những nhà tọa hợi hướng tị là chúng ta kỵ này, những nhà tọa tý hướng ngọ là không xây được, và những nhà tọa sửu hướng mùi thì chúng ta cũng không nên xây. Đó là cái tam sát đó. Tiếp theo cái hạn thứ tư mà chúng ta xét đó là ngũ hoàng đại sát. Thì ngũ hoàng theo huyền không phí tinh ấy, nó là gì? Là đại sát tinh, chủ về cái bệnh tật, chủ về gì? Sự chết chóc, chủ về cái tai nạn, chủ về cái bại sản, tán gia bại sản, chủ về mất mát về tiền bạc đó. Và cái tam sát thì tính theo gì? Tính theo cái và tam sát thì chúng ta theo tính theo cái huyền không phi tinh, phi theo đường lường thiên xích đúng không ạ? Năm 2024 nó sắp thìn thì là tam bích nhập trung cung đúng không ạ? Tứ lục bay về tây bắc, ngũ hoàng bay về phía tây. Như vậy là gì? Hướng đông bắc để chúng ta không bị phạm đúng không ạ? Và gì? Lục bạch bay về hướng đông bắc đúng không ạ? Thất xích bay về hướng nam, bát bạch bay về bắc, cửu tử về phía tây nam, nhất bạch về phía đông và nhị hắc về phía đông nam. Đó. Như vậy là năm 2024 nó giáp thìn thì cái nhà hướng đông bắc thì không bị phạm ngũ hoàng đại sát nhé. Như vậy là cái sát thứ ba là tam sát không bị phạm này, ngũ hoàng không bị phạm này. Đó. Tiếp theo là chúng ta xét đến sát thứ năm là mậu kỷ đô thiên. Mậu kỷ đô thiên ấy, thì kỵ tọa nhà không kỵ hướng. Đó. Mậu kỷ đô thiên là một trong năm sát tinh gọi là lớn nhất mà chúng ta cần phải tránh. Mậu kỷ đô thiên ấy, chính là cái thổ sát. Đó. Chính vì nó thuộc một trong năm cái sát tinh nên là cái trường khí của nó rất mạnh, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Ở trong 12 tháng thì sẽ có hai hướng mang cái can mậu và kỷ, và từ đó thì dẫn đến là mỗi năm thì sẽ có 3 sơn là bị phạm vào mậu kỷ đô thiên. Nếu mà khai sơn lập hướng ấy, thì chúng ta cũng tuyệt đối tránh những cái sơn mậu kỷ đô thiên ra, đúng không ạ? Mậu kỷ đô thiên thì được tính như sau này, chúng ta sẽ sử dụng cái ngũ hổ độ để chúng ta tính, đúng không ạ? Năm giáp kỷ thì giáp kỷ thì lấy bính làm đầu, thì nó là khởi bính dần, đúng không ạ? Chúng ta có bính này, đinh này, mậu kỷ. Như vậy là gì? Sơn thìn và tỵ, đúng không? Thìn và tỵ là bị phạm vào mậu kỷ đô thiên nhé. Thìn tốn tỵ là bị phạm mậu kỷ đô thiên sát. Vậy nên là trong năm 2024 năm giáp thìn thì chúng ta cái nhà hướng đông bắc này bao gồm ba sơn sửu vân dần thì không bị phạm nhé, không bị phạm tam sát, không bị phạm mậu kỷ đô thiên sát. Đó là cái sát thứ năm. Tiếp theo chúng ta xét đến cái sát thứ sáu gọi là mộ long biến vận sát. Thì mộ long không được tọa đấy. Nếu mà nhà mà phạm vào mộ long biến vận ấy, thì những người đàn ông lớn tuổi trong gia đình sẽ bị giảm thọ, làm ăn thì gặp nhiều cái thất bát, đúng không? Phạm mộ long thì không có cách nào hóa được, chỉ có cách là đợi đến năm tháng ngày giờ có cát tinh nó đao đến, tam kỳ bát tiết, tam cát lục tú, lộc mã quý nhân đao đến thì chúng ta có thể là chấp nhận được để xây, đúng không? Thì mộ long biến vận sát là một trong những cái ngũ sát cần tránh trong phong thủy. Đây chính là cái phương vị mộ khố thuận theo cái luật của gì, của vòng trường sinh, và khi áp dụng vào 24 ghế sơn của tinh bàn ấy thì là nó sẽ nằm ở cái vị trí tứ mộ là gì, thìn tuất xỉu mùi. Đó, nó gọi là gì, gọi là mộ long biến vận đó. Và cách tính của mộ long biến vận thì để chúng ta dựa vào gì, dựa vào thái tuế, dựa vào ngũ hành nạp âm của thái tuế và gì, dựa vào ngũ hành nạp âm của mộ long. Và tính ngũ hành nạp âm của mộ long thì chúng ta sẽ khởi là gì, ngũ thử độ, ngũ tý độ đấy nhé. Và năm 2024 năm giáp thìn thì có ngũ hành thuộc hỏa, đúng không ạ? Và chúng ta khởi ngũ tý độ giáp thì lấy giáp, đúng không ạ? Chúng ta khởi giáp tý, giáp tý ất xỉu thì chúng ta có gì, ất xỉu, xỉu là mộ khố của kim cục, đúng không ạ? Bao gồm ba sơn là bốn sơn là càn hợi đời đinh. Vậy nên là năm 2024 năm giáp thìn thì có bốn sơn bị phạm, đó là càn hợi đời đinh, đúng không ạ? Càn hợi, đúng không ạ? Đoài đinh, đoài đinh, đinh là đinh, đinh tọa đinh hương quý, đúng không ạ? Như vậy là trong năm 2024 giáp thìn thì tất cả ba phương sơn là xỉu cấn dần là không bị phạm vào mộ long biến vận nhé. Tiếp theo là chúng ta xét đến cái sát thứ bảy là sao lực sĩ. Thì như chúng ta đã biết ý, lực sĩ vốn là cái hộ thần của thái tuế, là cái sao cực kỳ hung ác, gây ra chuyện sát thương, gây ra tai nạn và những cái tai họa bất thình lình. Vậy nên phạm vào sao lực sĩ thì quý vị cũng không nên xây nhà trong năm mới, đúng không? Và cách tính sao lực sĩ thì tính theo cái tam hợp cục, đúng không? Năm hợi tý xỉu thì lực sĩ nó tại cấn, đúng không ạ? Và cái vị trí của sao lực sĩ nó ở bốn cái vị trí là càn khôn cấn tốn. Năm hợi tý xỉu thì lực sĩ ở cấn, đúng không ạ? Năm dần mão thìn thì lực sĩ ở tốn. Năm tị ngọ mùi thì lực sĩ ở khôn. Và năm thân dậu tuất thì lực sĩ ở càn. Đó. Năm 2024 năm giáp thìn thì lực sĩ nó ở tốn. Lực sĩ ở tốn nhá. Vậy nên là cái nhà hướng đông bắc thì cũng không bị phạm vào sao lực sĩ. Đó là cái sát thứ bảy. Tiếp theo sát thứ tám chúng ta xét loại là nhị hắc bệnh phù.
Tiếp theo sát thứ 8 mà chúng ta cần tránh đó là gọi là tiếp theo sát thứ 8 mà chúng ta cần tránh đó là cái sao sao nhị hắc bệnh phù. Thì nhị sát bệnh phù cũng được phi tinh theo huyền không phi tinh, thì sao nhị hắc nó là sao cự môn, thì đây cũng là một cái sao xấu mang cái năng lượng xấu, nó có thể làm suy giảm cái sức khỏe, gây nên bệnh tật cho gia chủ. Vậy nên là khi mà gặp cái sao nhị hắc ấy, thì chúng ta cũng không nên xây mới đó, hoặc là chúng ta phải chọn được cái thời điểm thích hợp để chúng ta hóa giải cái tình trạng sao này đi đó. Và cái năm 2024 nó Giáp Thìn thì chúng ta có gì tam bích điểm chung cung đúng không ạ? Tứ lục nó bay về phía tây bắc, ngũ hoàng bay về phía tây, lục bạch bay về bắc, thất xích bay về nam, bát bạch bay về bắc đúng không ạ? Cửu tử thì bay về tây nam, nhất bạch bay đông và nhị hắc nó ở đông nam. Như vậy là gì? Năm 2024 nó Giáp Thìn thì cái hướng đông bắc ấy, chúng ta có sao tứ lục đó đến, nó không bị phạm vào sao nhị hắc. Vậy nên là chúng ta có thể hoàn toàn là xây mới đó. Như vậy là trong 8 cái đại sát của cái phong thủy á, thì cái hướng đông bắc không bị phạm sát nào. Vậy nên là gì? Cái hướng này là một cái hướng mà chúng ta có thể hoàn toàn xây mới được. Đó, xây mới được nhá. Và vậy thì sau khi chọn xây được rồi thì các bạn quan tâm là gì? Chúng ta sẽ xây vào hướng nào đúng không ạ? Xây vào những tháng nào? Xây vào tháng nào để được vượng vận, vượng long? Chúng ta có 3 sơn này. Hướng đông bắc có 3 sơn là Sửu, Cấn và Dần đúng không ạ? Thì với những nhà sơn Sửu có độ số từ 22,5 độ đến 37,5 độ thì chúng ta sẽ xây vào tháng 1, tháng 3 và tháng 10 đó. Với những nhà mà có độ số từ 37,5 độ đến 52,5 độ, tức là thuộc sơn Cấn ấy, thì chúng ta xây vào tháng 1, tháng 8, tháng 10 và tháng 12. Còn những nhà mà thuộc sơn Dần, tức là từ độ số từ 52,5 độ đến 67,5 độ, thì chúng ta xây vào tháng 3, tháng 10 và tháng 12. Thì tùy theo nhà các bạn đo vào la bàn nó thuộc một trong ba sơn này, sơn nào trong ba sơn này, thì các bạn sẽ chọn những tháng phù hợp để các bạn xây. Đấy. Khi mà các bạn lấy cái la bàn đo ra, đo đứng trước cửa nhà mình đo và thấy cái độ số nhà mình từ 22,5 độ đến 67,5 độ thì các bạn hoàn toàn yên tâm mà xây mới trong năm 2024 năm Giáp Thìn đó. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái hướng nhà đông bắc, cát hung của hướng nhà đông bắc năm 2024 năm Giáp Thìn có xây được hay không. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng những cái kiến thức mà tôi chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị an tâm hơn trong việc là xây dựng nhà cửa trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.